Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức của năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao. Và sáng nay, công ty tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến dự có trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Minh Thủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành ghi nhận và biểu dương kết quả mà công ty đạt được trong năm qua, đồng thời tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả cao hơn, góp phần tích cực cùng toàn tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm mới. Chính quyền tỉnh cùng các sở ngành sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời công ty, tháo gỡ khó khăn để tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Dầu Tiếng đề ra chỉ tiêu khai thác 25.000 tấn bộ cao su với năng suất bình quân 1,38 tấn một hecta. Công ty dự kiến thu mua 10.000 tấn mũ tiểu điền, chế biến 35.000 tấn, xuất khẩu 21.000 tấn. Công ty quyết tâm quản lý tốt giá thành, tích cực trong công tác tiêu thụ, đảm bảo đạt lợi nhuận bình quân từ 3,4 triệu đồng một tấn trở lên. Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, công ty triển khai 11 giải pháp trọng tâm như giữ vững thương hiệu, thị trường đã được xây dựng, đẩy mạnh cải tiến chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện chuyển đổi số, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, linh hoạt điều hành trong công tác tiêu thụ sản phẩm phù hợp với biến đổi thị trường nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất.